phật tử các đại bồ tát làm thế nào thấy được thân như lai ứng tránh đẳng giác phật tử các đại bồ tát nên ở nơi vô lượng xứ thấy thân như lai tại sao vì các đại bồ tát không nên ở nơi một phát một việc một thân một cõi nước một chúng sinh mà thấy như lai nên khắp tất cả mọi nơi thấy như lai phật tử bí như hư không khắp cùng tất cả chỗ sắc không sắc chẳng đến chẳng không đến tại sao vì hư không chẳng có thân thân như lai cũng như vậy khắp cùng tất cả mọi nơi khắp cùng tất cả chúng sinh khắp cùng tất cả pháp khắp cùng tất cả cõi nước chẳng đến chẳng không đến tại sao vì thân như lai không có thân vì chúng sinh mà thị hiện thân Phật tử đó là tướng thứ nhất của thân Như Lai các đại bồ tát nên thấy như vậy lại nữa phật tử ví như hư không rộng lớn chẳng có sắc mà hay hiển hiện tất cả các sắc mà hư không chẳng có sự phân biệt cũng không có hí luận thân như lai cũng lạ như thế dùng trí huệ quang minh chiếu sáng khắp khiến cho tất cả chúng sinh thế gian xuất thế gian các nghiệp căn lành đều được thành tựu mà thân như lai không có sự phân biệt cũng không có hí luận tại sao vì từ xưa đến nay tất cả chấp trước tất cả ý luận đều đã vĩnh viễn dứt trừ phật tử đó là tướng thứ hai của thân như lai các đại bồ tát nên thấy như vậy lại nữa phật tử ý như mặt trời mọc lên vô lượng chúng sinh ở cõi diêm phù đề đều được lợi ích đó là phá tối chiếu sáng biến ẩm ướt thành khô giáo sinh trưởng cỏ cây thành thục lúa mạ chói sáng hư không nở hoa kết trái người đi thấy đường người ở lập nghiệp tại sao vì mặt trời tỏa khắp vô lượng ánh sáng phật tử trí huệ mặt trời của như lai cũng lại như thế dùng vô lượng sự việc lợi ích khắp chúng sinh đó là diệt ác sinh thiện phá ngu làm trí đại tử cứu hộ đại bi độ thoát khiến cho họ tăng trưởng căn lực giác phần khiến cho sinh niềm tin thâm sâu xả lìa tâm ô trượt khiến cho họ được thấy nghe chẳng hoại nhân quả khiến cho được thiên nhãn thấy chỗ thọ sinh sau khi chết khiến cho tâm vô ngại chẳng hoại căn lành khiến cho trí tu sáng suốt nở hoa giác ngộ khiến cho họ phát tâm thành tựu bổn hạnh tại sao vì trí huệ mặt trời thân như lai rộng lớn phóng vô lượng quang minh chiếu sáng khắp phật tử đó là tướng thứ ba thân của như lai các đại bồ tát nên thấy như vậy